giải đấu tìm logo. Trong 15 phút, bà đứng tại vị trí quy định, lần lượt đọc qua bộ đàm 5 gợi ý của chương trình cho cháu nghe. Sau đó, gợi ý và hỗ trợ cháu giải câu đố để đi tìm logo cha con hợp sức theo màu của đội mình. Lưu ý, bà không được nhắc trực tiếp đến tên của con vật hoặc món đồ trong đáp án. Nếu bà nói tên trùng với đáp án thì câu đó không được tính điểm. Trong thời gian quy định, tìm thấy mỗi logo được một huy hiệu. Đội tìm đủ 5 logo và về đích sớm hơn được thưởng một huy hiệu. Turi ơi, con có nghe nội nói không? Có. Bây giờ con sẽ đi tìm một cái con gì mà nó ăn lá ở trên cao, thì cao á, mà bốn cái chân nó thiệt là dài, mà cái mình nó sao nó có da đốm 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 á con. Dạ nghe. Con có thấy bốn cái chân nó dài không? Đó nó xa lắm sao con tìm nổi. Cô, con có nghe bà cố không? Dạ nghe. Cố ơi. À, cố nghe con nói rồi. Bảo à. Ô à, con có nghe bà cố nói không? Bà cố. Bà cố. Sao con không chạy vô chổng? Con chạy vô chổng đi rồi nghe bà cố chỉ con đi lấy. Sao vậy? Sao vậy con vô trong con kiếm cái con đó cho bà cố sao vậy? Em đi kiếm rồi. Hả? Đi đi con, bà cố kêu con nè, đi đi. Giờ con đi vô, con kiếm cái con gì ở trên cao mà nó cái mình nó có sao đốm nè, rồi cái nó có hai cái chân mà cái cổ thiệt là dài đó. Đi vô kiếm cái con đó cho bà cố đi. Đi đi con, sao vậy? Hả? Em đi vô em kiếm rồi, sao con không đi vô kiếm với em? Đi đi, con kiếm màu xanh cho bà cố đi. Thôi bây giờ mình tìm con khác nha. Bây giờ mình tìm một cái con mà nó là con cá nhưng mà nó có răng nè, nó có chân nè, nó có miệng nè, mà nó hay khóc nhè. Đó, bây giờ mình tìm cái con mà giống cái con đó đi con. Con giống như con cá khóc nhè, giống như con cá xấu xí quá à. Vậy con chạy lại con lấy ra đi. Con logo màu đỏ. Con tìm được logo màu đỏ rồi. Thiên Bảo, con nghe bà cố không? Dạ nghe. Con nghe bà cố nói không? Con gì ăn lá trên cao? Sao vậy con? Trời ơi khóc rồi. Sao vậy con? Thì con vô đóng con đi kiếm cho bà cố thôi, đâu có gì đâu con. À mình cứ đó, đâu có gì đâu con. Đi, đâu có sợ đâu, không có gì sợ hết nha con. Bà cố giận con thiệt rồi đó. Hả? Con vậy là bà cố không mai mốt đi đâu, không có cho con đi theo đó. Đi đi con, vô con chỉ kiếm mấy cái con đó đem ra cho bà cố thôi, đâu có sao đâu con. Nghe không con, đi đi. Con đi với Suri vô trỏng đi. Hai lần lấn ra ngoài mà không dám thực hiện nhiệm vụ một mình. Trước tình huống này thì bà cố Kiều Mai Lý biết phải làm sao. Thì lúc mà cháu nó ôm mà nó khóc nó không chịu đi thì con nói thôi chắc rồi cuốn đồ đi về quê rồi. Cái gì mà mình mà ở trên sông cái mình bơi á, đó là cái gì? Có phải cái thuyền không bà? Đúng rồi, chạy đi lại cái thuyền đi. Thuyền được rồi. Lấy được rồi. Trẻ con mà nó vô mà nó thấy nhiều hình ảnh vậy á, nó sợ lắm. Bây giờ con ra đây con dẫn anh Thiên Bảo vô đi. Tại vì anh Thiên Bảo thấy con cá mập á, anh Thiên Bảo sợ,